Vâng, em xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em lại giới thiệu cho anh chị em tham khảo một cái mảnh rẫy nằm trên địa bàn xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cái mảnh đất của mình đây thì có tổng diện tích là 1 hectare. Cà phê thì đều như này cho các bác nhé. Cái mảnh này của mình thì đặc biệt một cái là khuất gió. Cà phê là trồng đông đặc như thế này, trong sổ ấy là 1 héc. Cái miếng này thì bác chủ nhà bán theo sổ nhé, còn bao đo là 1 hectare và bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 1.250 tỷ cho tổng diện tích này. Thì cái mảnh đất này thì em sẽ quay chi tiết cho anh chị em tham khảo nhé. Cái mảnh đất của mình đây á, là từ đây là phía bên trong đây còn vài hộ dân đang sinh sống nữa. Thì từ cái con đường bê tông mà đi vào tới cái mảnh đất này là con đường hiện hữu như thế này, là đường 3 mét. Cách cái con đường bê tông á, thì rơi vào khoảng tầm 400 mét. Và đi từ cái đường bê tông đó đi ra ngoài tới cái con đường nhựa liên huyện thì khoảng tầm cỡ 1,5 cây cho tới 2 cây số. Và cách trung tâm chợ trường học thì khoảng tầm cỡ 3,5 cây anh chị em nhé. Khoảng tầm 3,5 cây là tới trung tâm chợ trường học. Và cái khuyết điểm của mảnh đất này thì hiện trạng á, thì cái khu vực mình đây là đang là đường điện dân sinh tự kéo, điện nó không được mạnh. Đó, cái miếng đất này thì chưa có điện luôn. Phía trước mặt em đây là những cái hộ dân mà sinh sống tại chỗ này. Đó, thì người ta là kéo đường điện là tự kéo từ phía bên ngoài vào. Thì khoảng tầm cỡ hơn 1,5 cây số. Là đường điện từ ngoài đường chính đi vào trong cái khu vực này. Cái mảnh đất này thì địa thế thì triền, khuất gió, đất đỏ ba gian rất đẹp luôn. Nói chung là cái mảnh đất này thì quanh khu vực này thì giá cả này em thấy là cũng chưa tới 1 tỷ một héc, giá cũng rất là hợp lý. Từ đây thì cách cái con đường quốc lộ 14 thì khoảng tầm cỡ 13 cho tới 14 km. Đông đặc là cà phê. Như thế này, bác chủ nhà đang nuôi là thả đọt này. Giống cà phê bên Lâm Đồng. Nuôi thả đọt. Bên dưới đây thì có ao chuồng nước tưới thoải mái. Như lúc đầu video em có quay ấy, thì video trên cao thì em có quay là anh chị em thấy là cái mảnh đất của mình đây thì cũng khá là vuông. Dân cư xung quanh ở đây thì không được nhiều lắm. Anh chị em nào mà quan tâm cái mảnh này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình nhé. Đây, phía trước mặt em đây thì có đợt trước đây á, thì em cũng bán cách đây khoảng tầm cứ gần 3 tháng trước, là cái chỗ khu nhà Yến phía trước mặt em đây này. Đó, thì người ta đã mua là tới 950 trên 1 héc rồi. Mà đường đi thì khó hơn là cái đường, cái mảnh đất này. Bên đấy là anh chị em là bên thành phố Hồ Chí Minh về mua đất. Thì trên đất của mình là đã cũng, bác chủ nhà đã cũng chôn ống và ráp cùm như này rồi anh chị em nhé. Là mình không phải kéo ống lên kéo ống xuống nữa. Là mình cứ ráp vòi vô là mình tưới thôi. Và đặc biệt hơn là trong cái mảnh đất của mình, bác chủ nhà đã có trồng sen cây ăn trái như mít này. Đây là cái loại mít tú nữ nha anh chị em nhé. Mít tú nữ này. Đó, và sầu riêng. Sầu riêng như thế này. Thì sau này bác chủ nhà cũng muốn thay đổi cái giống cây trồng. Nên là bác chủ nhà có trồng sầu riêng và cây ăn trái là khắp vườn. Đó, đây là sầu riêng nữa này. Bên dưới đây là có một khúc ở bên dưới đây, là một tí ở dưới đây thôi, là đường nó hơi dốc nên bác chủ nhà có mở cái con đường như thế này. Đó, nói chung là cái mảnh này thì xe máy chạy lên chạy xuống rất là thuận tiện luôn nhé. Cây ăn trái là như sầu riêng và mít, bác chủ nhà có trồng là hết vườn luôn rồi. Đây là con đường đi lên này. Đó,
Và em xin nhắc lại cái mảnh đất của mình đây là nằm trên địa bàn là xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Có tổng diện tích là 1 hectare, còn trên sổ ấy là chỉ có 1 hectare thôi. Bác chủ nhà đang rao bán với cái giá là 1 tỷ 250 triệu đồng. Thế này thì vẫn còn thương lượng anh chị em nhé. Từ đây thì cách con đường bê tông thì cũng rất gần, cách khoảng tầm có 400 mét là ra tới đường bê tông. Dân sinh quanh khu vực này thì cũng ở tại chỗ thì rất là nhiều. Đường điện dân sinh tự kéo là gần chỗ cái mảnh đất của mình, nên anh chị em là muốn mua cái mảnh đất này á, mà ở tại chỗ thì có thể mình xin ké vào trong đó mình kéo điện nhé. Hoặc là mình mua cái mảnh đất này và mua khoảng tầm 10 cho tới 15 mét bên phía bên ngoài đường nhựa để mình làm nhà. Địa chỉ đất là thuộc xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Cái mảnh này thì em thấy nó cũng khá là thuận tiện này. Phía trước mặt, xa xa phía trước mặt này, đó là khu đó là chợ trường học nha anh chị em nhé. Chợ trường học. Thì từ cái mảnh đất này thì cách tới chợ trường học đó thì khoảng tầm cơ trên 3 cây số. Đó, anh chị em nào mà quan tâm cái mảnh đất này thì alo cho em nhé. Và anh chị xem xong thì nếu mà có quý mến em thì nhớ cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Và hẹn gặp anh chị em vào những video sau của em nhé.